điện máy bình dân. Hân hạnh phục vụ quý vị. Liên hệ 0961 912 891 hoặc 0364 916666. Quý vị và các bạn là mẫu máy hái chuối cả cây mà nó tự phun được nguyên liệu ra. Rất thích hợp cho các gia đình chúng ta nuôi bò, nuôi trâu hay là đặc biệt là nuôi cá là tốt nhất. Vì nó có chế độ phun mà nó phun thẳng ra ngoài ao cho cá ăn luôn. Cho nên là rất là tiện cho quý vị và các bạn. Chiếc máy này sử dụng động cơ 1,5 kW, tốc chậm, thái rất là tốt. Và ở đây có hai bộ dao rất là sắc bén nha. Một bộ dao gồm hai lưỡi rất sắc bén và được gông bởi những chiếc ốc bên trong rất là chắc chắn. Thành ra cái độ xay cái chuối của nó rất là tốt, nó chém rất là tốt và nó vét nguyên liệu đây sạch sẽ luôn. Thì bây giờ này em có chuẩn bị hai cây chuối này cũng khá là to đấy. Chúng ta khi sử dụng chúng ta chỉ nên dùng mẫu chuối này thôi, không nên dùng chuối có cây to quá. Cây to quá chúng ta lên chẻ nó làm sẽ nhanh hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cắm điện. Ở đây thì em có chuẩn bị một cái ổ điện rồi. Bây giờ chúng ta cắm điện rồi chơi thôi. Chúng ta lên kiểm tra tất cả các con ốc trong dao cũng như con ốc ở trên motor, đảm bảo làm sao nó phải chắc chắn 100%. Chúng ta mới sử dụng để cho an toàn. Bây giờ chúng ta cho cái chuối, chúng ta lưu ý chúng ta lên xoay cái chuối một chút để cho dao nó chém được ngọt hơn, chúng ta dí thẳng vào nó cũng ngọt. Nhìn thấy thành quả của chiếc máy thái chuối này, cả cây này ở đây xem rất là rõ thôi. Một cái video thái hai cây chuối mà hết tầm 3 phút, rất là đẹp. Thái rất là đẹp, rất là đều, bắn xa đến tận chừng 6-7 mét. Cho nên là khi chúng ta sử dụng để mà dùng cho ao cá rất là tuyệt vời đấy. Chuối rất là đẹp, thái rất là đều, không có gì phải chê về cái mẫu này cả. Đây, xa nhất của nó phải đến tầm cả chục mét luôn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm máy thái cây chuối này. Đây, anh em có thể nhìn thấy đây là mẫu bên em đấy. Mẫu này là mẫu đa dụng nhất. Cảm ơn anh em đã xem video ủng hộ kênh chúng em ạ. Xin cảm ơn. Quý vị tìm kiếm điện máy bình dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.